Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 4 tháng 2 anh em. Rồi tối hôm nay em lên tiếp cho anh em là mười mấy lô phụ tùng anh em. Rồi hôm nay thì chỗ của em cúp điện anh em ơi, cúp điện từ sáng tới giờ luôn, giờ này lên video trễ cho anh em ha. Thì anh em vào xem mà chọn được cái lô mình ưng ý anh em, hôm nay lên trễ rồi. Nay cúp điện tới giờ này luôn, giờ này 8 giờ mấy mới có điện lại anh em. Rồi hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em mười mấy lô anh em, mười mấy lô lộn xộn ha, 300.000 lô. 300.000 lô anh em. Rồi đây có mớ lưỡi dao ha, lưỡi dao thì em cũng bán xả cho anh em là 10.000 cái anh em, găng cưa đồ là còn thấy ok ha. Với lại ống cần, cần chuông lớn anh em, cần chuông lớn thì em mới lắp được khoảng nhiêu đây cây anh em. Rồi cần chuông lớn thì bán cho anh em là 350.000 cây ha, 350.000 cây. Là chuông này là chuông mới anh em, chuông mới ha, còn đầu bò với lại ống cần là zin anh em. Ống cần với đầu bò là 25-7 khía ha, 25-7 khía nguyên zin, chỉ có đầu tum là tum mới thôi anh em. Rồi nguyên cây gì là 350.000 anh em, như hình ha, không có tay lái, không có tay lái anh em, 350.000 cây, cần chuông lớn 330. Rồi tum của nó là tum mới anh em, tum mới ha. Rồi anh em nào có đặt bao nhiêu cây thì cứ inbox vào Zalo của em là 0946626585 anh em. Rồi lưỡi dao thì là 10.000 đồng 1 cái ha, một lô là 10 cái anh em, một lô là 10 cái 10.000 đồng một cái anh em, một cái lưỡi dao ha, đủ găng anh em. Có sai sót thì một hai găng ha anh em. Rồi 10.000 đồng 1 cái giá xả anh em, giá xả ha. Anh em nào chốt bao nhiêu cái thì cứ inbox anh em, inbox vào Zalo của em. Tại vì lưỡi dao thì bên em còn số lượng rất là nhiều ha, ở đây thì em chỉ tượng trưng cho anh em thôi. Rồi em vô những cái lô máy, những cái lô phụ tùng anh em, những cái lô phụ tùng giá rẻ ha. Rồi đây là mười mấy lô anh em, đây em giới thiệu những cái này trước đi. Đây trắng cỏ này là trắng cỏ bãi anh em, trắng cỏ bãi ha. Rồi 10.000 đồng 1 cái anh em, 10.000 đồng 1 cái trắng cỏ bãi, còn nguyên anh em, không có bể dở ha. Cái nào bể dở thì em sẽ bỏ ra, cái nào bể dở thì em sẽ bỏ ra anh em, còn cái này còn nguyên thì em sẽ lấy ha. Rồi một cái gì là 10.000 đồng anh em, trắng cỏ bao nhiêu cái thì cứ inbox vào Zalo số lượng giùm em ha. Rồi ở đây là ổ cước anh em, ổ cước này là ổ cước zin ha, ổ cước zin. Rồi cái này thì bán cho anh em là 20.000 cái nè, 20.000 cái ha. Đống này bán cho anh em 400.000 anh em, 400.000 nguyên đống ổ cước anh em. Còn đây là con tắc, con tắc thì 10.000 cái anh em, 10.000 cái con tắc thì 10.000 cái. Anh em nào chốt bao nhiêu cái thì cứ liên hệ vào Zalo của em anh em. Rồi bây giờ em vô mấy cái lô phụ tùng ha, phụ tùng giá 300.000 đồng giá anh em, 300.000 đồng giá ha. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là anh em chốt nhanh chốt lẹ anh em, hôm nay là siêu khuyến mãi luôn, siêu khuyến mãi cho anh em luôn ha. Một lô là 300.000 anh em, lô nào em cũng có kiểm tra rồi ha, lô nào cũng có kiểm tra rồi, bao lời anh em, bao lời. Rồi anh em chọn những cái lô này về anh em mình lấy phụ tùng anh em, giá xả giá rẻ ha. Một lô 300.000 nhưng mà cái giá trị của những cái món đồ trong này thì là trên 300.000 anh em. Lô nào thì em cũng có tra ra, em cũng có kiểm tra rồi hết rồi anh em. Rồi em sẽ giới thiệu từng lô cho anh em nè. Lô số 1 300.000 nè. Hôm nay là buổi tối ngày 4 tháng 2 anh em, 4 tháng 2 ha. Rồi. Đây. Em sắp đều ra cho anh em xem một lô. Đây lô số 1 300.000. 300.000 thì trong đó nó có hai cái đầu bò. Hai cái đầu bò anh em. Hai cục IC nè. Rồi mặt vật cũng hai cái luôn. À, kiểm tra cho anh em đầy đủ hết nha anh em. Một lô gì là cho anh em mình bao lời anh em. Tum đít là hai cái nữa nè. Còn những cái lụng dụng thì tặng kèm. Và một cái bình xăng con. Một cái bình xăng con quanh bờ gồ anh em. Bình xăng con quanh bờ gồ ha. Đó, à, một lô gì thì đã bao lời cho anh em chưa? Đó, à, những cái món giá trị nha anh em. Những cái món giá trị ha. Đầu bò nè, một cái bình xăng con quanh gồ nè. Rồi hai cục IC, mặt vật hai cái, tum đít hai cái luôn anh em. Rồi còn những cái tầm cùm tay lái này thì là tặng kèm ha, mấy cái này thì nó lụng dụng mà em thảy vô cho anh em luôn. Rồi lô số 1 anh em 300.000, à, lô số 1 300.000 ha. Rồi tiếp theo là lô số 2, lô số 2 anh em, lô số 2 là 300.000 tiếp ha. Rồi đầu bò là hai cái anh em, đầu bò hai cái nè, IC lửa hai cục luôn, hai cục IC lửa anh em. Rồi tum đít nè, tum đít là hai cái,
nắp bue, có nắp bue ATP nè, echo nè, rồi hai cái mặt giật, một cái mặt giật Shindewa Shock trợ lực nè, một cái mặt giật của thằng Robin Cox nè, đó. Rồi thêm một cái bình xăng con quanh bờ gồ nữa nha em, đó, quanh bờ gồ luôn. Bình này là bình gin nha em, bình máy bảy ha. Rồi một lô gì là 300.000 anh em. Anh em thấy không? Nguyên lô gì là thấy giá trị là trên 300.000 anh em. Bình xăng con nè, hai cái đầu bò nè, hai cục IC nè, hai cái tâm đít nè, hai cái mặt giật. Rồi, còn lại bue với lại lụng dụng thì tặng kèm. Rồi, một lô thì tiếp theo là lô số 2 anh em. Lô số 2 300.000 tiếp ha. Một lô như vậy thì em thấy là giá trị nó trên 300.000 hết nha anh em. Rồi, lô này 300.000 tiếp, lô số 2. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 anh em. Đây lô số 3 300.000 tiếp ha. Rồi đây hai cái đầu bò anh em. Hai cái đầu bò. Rồi hai cái mặt giật nữa nè. Mặt giật còn ngon không anh em? Hai cái mặt giật tiếp. Hai đầu bò, hai mặt giật. Rồi hai cái tâm đít anh em, hai cái tâm đít ha. Rồi đây hai cục IC luôn anh em. Đó, hai cục IC luôn. Một cái bình xăng của Wanbergo le đỏ tự động luôn anh em. Đó, bình xăng Wanbergo le đỏ tự động luôn. Rồi còn lại lụng dụng tặng kèm anh em, tặng kèm lụng dụng ha. Đó, bao lời cho anh em, bao lời chưa? Đó, lô số 3 300.000 anh em, 300.000, hai cái đầu bò, hai cục IC, hai cái mặt giật, hai cái tâm đít. Rồi một cái bình xăng quanh gồ, còn lại nắp bue đồ thì lộn xộn, tặng kèm, tặng kèm cái này. Rồi lô số 3 anh em 300.000 tiếp ha, 300.000 tiếp. Em thấy giá trị là mỗi lô nó đều trên 300.000 anh em, trên 300.000 hết. Rồi anh em nào có chốt có thì 1, 2, 3, 4, 5 lô anh em chốt hết ha. Này là giá xả giá rẻ cho anh em ha, giá xả giá rẻ anh em. Lô số 3. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 300.000 tiếp, đồng giá anh em, đồng giá 300.000 ha. Đồng giá 300.000. Rồi, đầu tiên. Đầu tiên thì em sẽ tìm là đầu bò anh em. À. Đầu tiên là hai cái đầu bò, hai cục IC, hai cái mặt giật. Tâm đít là hai cái, đó, hai cái tâm đít luôn. Nắp bue. Nắp bue thì lộn xộn 3-4-5 cái. Cầm lượng anh em, cầm tay lái rồi thì cho anh em theo hết ha. Rồi một cái bình xăng quanh gồ tiếp nha anh em. Đó, một cái bình xăng con quanh gồ. Rồi 300.000 tiếp anh em, luôn này 300.000 ha. 300.000 anh em. Hai cái đầu bò, hai IC nè, hai mặt giật, một bình xăng quanh gồ, hai tâm đít, còn lại thì lụng dụng tặng kèm. Rồi lô số 4 anh em. Lô số 4 300.000 tiếp ha, 300.000. 300.000 anh em. Lô số 4 ha. Cái này em bán giá xả giá rẻ rồi anh em. Cái này là anh em mình bao lời anh em. Bao lời ha. Còn anh em nào mà chốt á thì chuyển khoản cọc giùm em ha. Tại vì lúc này gần Tết rồi anh em. Anh em mình chốt cho nó chắc ăn nha anh em. Để anh em mình chốt lửng chừng mất công bơm hàng về. Mà hôm nay em nhận được hai đơn hàng bơm anh em. Khách cũ chốt đơn rồi là không nhận hàng anh em. Cuối năm thì cái không nhận hàng làm hại là em bị lỗ tiền xếp, khách cũ em không lấy cọc. Trong khi đó thì nếu như mà điện ảnh anh cũng không nghe máy nữa, tới cuối cùng nhắn tin anh nói là ảnh bán lại cho người ta, cho khách khác, nhưng mà khách khác không chịu, không nhận, rồi ảnh cuối cùng ảnh không nhận bên em. Như vậy thì làm hại bên em sẽ lỗ tiền xếp nha anh em. Anh em nào có chốt thì chắc ăn chốt giùm em ha, rồi chuyển khoản cọc giùm em nha anh em. Cái này thì em đã bán cái này là giá xả giá rẻ ha. Là cái này thì anh em mình là em cảm thấy cái lô này là bao lời cho anh em ha, chứ không có bao giờ lỗ anh em. Rồi anh em là chốt thì chắc ăn giùm em ha. Với lại chuyển khoản cọc giùm em. Rồi tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 anh em. Tại vì một lô có 300.000 phụ tùng bán giá xả giá rẻ rồi, có 300.000 lô ha. Mà anh em biết trong này nó cái đầu bò không, anh em thấy hai cái đầu bò này thấy là gần 300.000 này. Nè, như thêm cái bình xăng quanh gồ nữa là anh em thấy nhiêu đây, là thấy 300.000 đi. Còn lại là tâm đít nè, mặt
giật rồi nữa là bao lời cho anh em. IC lửa nữa nè. Đó, 300 ngàn thì lô này là bao lời rồi nha anh em. Lô số 5 anh em 300 ngàn tiếp ha. 300 ngàn tiếp. Đây hai cái đầu bò bự chà bá luôn. Một cái bình xăng quanh gồ gồ nè. Đó, hai cái tâm tích của Magu nè. Rồi, hai cục IC lửa. Hai cục IC lửa, hai cái mặt giật. Rồi còn lại lụng dụng tặng kèm. Đây cũng cục IC lửa luôn nè. Rồi lô này ba cục luôn nha anh, ba cục IC lửa luôn ha. Đó, lô số 5 nè. Lô số 5 nha anh. Lô số 5 300 ngàn tiếp nha anh. 300 ngàn tiếp ha. Lô số 5 300 ngàn tiếp. Lô số 5 300 ngàn. Rồi lô số 6. Lô số 6 300 ngàn. Lô số 6 300 ngàn anh em. Mấy cái lô này thì em bán giá xả rồi, cho nên nó là giá rẻ luôn anh em. Hai cái đầu bò anh em, hai đầu bò nè. Hai cái mặt giật. Hai cái tâm đít anh em. Rồi IC là hai cục luôn. IC hai cục anh em. Nắp boe tặng kèm. Đó, nắp boe với lại cùm đồ là ta lái luôn tặng kèm. Một cái bình xăng quanh bờ gồ. Một bình xăng quanh bờ gồ nữa anh em. Đó, mỗi lô em đều phân đều qua cho anh em ha. Rồi 300 ngàn lô anh em, tổng giá 300 ngàn. 300 ngàn anh em. Anh em nào chút nhanh chút lẹ ha. 1, 2, 3, 4, 5 lô anh em. Lô số 6 300 ngàn. Rồi lô số 7. Lô số 7 anh em. 300 ngàn tiếp ha. Rồi lô số 7 anh em 300 ngàn tiếp ha. Lô số 7. Lô số 7 hai cái đầu bò anh em. Hai đầu bò IC lửa nè, IC lửa lô này em thấy ba cục luôn anh em. Ba cục IC lửa ha. Rồi, một cái bình xăng quanh bờ gồ luôn đây. Quanh bờ gồ một bình luôn. Rồi mặt giật. Mặt giật. Lô này chỉ có một cái mặt giật trợ lực anh em. Rồi một cái tâm đích của thằng Mitsubishi TL. Một cái tâm đích của thằng TG. Rồi, lô này số 7 300 ngàn tiếp anh em. Nắp boe cho theo. Nắp boe cho theo anh em. Lô số 7 300 ngàn tiếp. Rồi lô số 8. Lô số 8 anh em. Lô số 8 hai cái đầu bò đây. IC lửa hai cục tiếp anh em. Một bình xăng. Tâm đít lụng dụng anh em. À. Rồi lô này lô số 8, lô số 8 anh em 300 ngàn. Hai cái mặt giật nè, hai cái đầu bò, hai cái cục IC. Một bình xăng quanh gồ. Một bình xăng quanh gồ anh em, tâm đít là hai cái luôn ha. Hai cái tâm đít. Rồi, tay lái cầm với lại boe thì tặng kèm anh em. Lô số 8 tiếp ha, 300 ngàn tiếp anh em. 300 ngàn anh em. Rồi anh em nào hợp ý lô nào thì chốt anh em. Chốt ha. Hợp ý lô nào thì chốt. Rồi, lô số 8, 300 ngàn. Lô số 8 anh em, 300 ngàn ha. Tiếp theo là lô số 9. Lô số 9 anh em. Lô số 9 là 300 ngàn tiếp ha. Đồng giá, giá 300 ngàn đồng giá. Ba trăm ngàn đồng giá anh em. Lô số 9, lô số 9. Lô số 9. Rồi, lô số 9 anh em. Lô số 9. Hai cái tâm đích anh em, hai tâm đích nè. Đầu bò là hai cái, tiếp tục hai cái đầu bò. Một cái mặt giật đề, một cái mặt giật echo đề anh em. Một bình xăng quanh bờ gồ. IC lửa hai cục. IC lửa hai cục anh em. Còn đây là cầm ha, boe, boe luôn anh em. Rồi lô này tặng kèm hết ha, mấy cái boe tặng kèm. Rồi lô này thì tiếp tục lô số 9 anh em. Lô số 9 nha, 300 ngàn. Lô số 9 300 ngàn, hai cái tâm anh em, hai cái tâm nè, hai đầu bò nè, một cái mặt giật đề của thằng Echo, một bình xăng quanh bờ gồ, hai cục IC. Rồi, nguyên đống boe tặng kèm. Lô số 9 300 ngàn. Tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 anh em. Lô số 10 300 ngàn, đồng giá 300 ngàn anh em, 300 ngàn ha.
Lô số 10, lô số 10 anh em. Lô số 10 thì đây coi, đây. Những cái món quý giá thì em lụm trước anh em. Em lụm trước nha. Rồi. Mặt vịt này bên đây đủ hai mặt vịt rồi. Rồi lô số 10 anh em, hai đầu bò nè, hai cục IC nè, hai mặt vịt. Hai mặt vịt anh em. Hai cái tâm chuông. Rồi, bô e. Một bình xăng quanh bờ gồ. À, 300 ngàn anh em, 300 ngàn ha. Lô số 10 anh em, 300 ngàn. Lô số 10 anh em, 300 ngàn ha. Tiếp theo là lô số 11. Lô số 11. Rồi, lô số 11 anh em. Lô số 11 thì đây. Để em kiếm coi. Lô số 11 gồm những gì? Lô số 11 thì đây nè anh em. Tôm đít nè ha. Mặt vịt chứ, mặt vịt đây ba cái luôn, tôm đít hai cái luôn anh em. Dư luôn, dư vốn luôn. Dư luôn anh em. Một cái tôm nè, một cái tôm mái nữa nè, một cái tôm ba lô nữa nè. Rồi ba cái tôm luôn anh em, ba cái tôm. Mặt vịt một nè, hai nè, ba cái mặt vịt luôn. Một bình xăng quanh gồ le đỏ tự động luôn. Hai cái đầu bò. Hai cục IC luôn anh em. Rồi cùm tay lái tăng kèm bô e. Rồi lô này lô số 11 anh em, 300 ngàn ha. 300 ngàn lô số 11. Lô số 11 300 ngàn. Một bình xăng con quanh bờ gồ le đỏ tự động luôn anh em. À, le đỏ tự động luôn, nguyên bản nguyên zin. Về anh em mình chùi rửa lại. Lô số 11 300 ngàn. À, 300 ngàn tiếp anh em. Lô số 12. Lô số 12 thì ở đây em có là một cái tum của con TG 2833. 2833 đều xài chung được luôn anh em, xài chung được luôn ha. Một cái tum ba lô. Rồi. Hai cái mặt vịt. Hai cái mặt vịt ha, hai cái đầu bò. Hai cục IC anh em. Lô này lô số 12 ha. Lô số 12. Hai cái tum nè, hai mặt vịt nè, hai cái đầu bò, hai cục IC, một cái bình xăng con quanh bờ gồ. Nguyên bản nguyên zin luôn anh em, nguyên bản nguyên zin luôn ha. Rồi cầm tay lái tặng kèm, boe đồ tặng kèm luôn anh em. Rồi lô này là lô số 12 anh em. Lô số 12 ha, 300 ngàn tiếp anh em, 300 ngàn tiếp ha. Rồi. Cái những cái lô này thì nó là đều là trên giá 300 ngàn hết anh em, đều trên giá 300 ngàn hết ha. Thì ở đây thì em xả hàng giá rẻ cho anh em mình mua, mình chốt anh em. Thì anh em nào cảm thấy ok thì mình chốt 1 2 3 4 5 lô anh em. Còn anh em nào mình xài ít thì mình chốt 1 lô 2 lô ha. Rồi, lô anh em nào chốt lô nào thì cứ inbox vào Zalo của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.